Thưa quý vị, trong ngày 7 tháng 5 vừa qua, Cali đang dậy sóng với một câu nói của ông thống đốc California là ông Newsom đã làm nên một làn phẫn nộ trong ngành nail của Cali của chúng ta. Thưa quý vị, một câu nói là những người bị nhiễm corona đầu tiên là từ một tiệm nail. Đây là một cái câu nói mà có một tác hại rất là nặng nề vào cái ngành thẩm mỹ, nhất là ngành nail của Việt Nam của chúng mình. Hôm nay chúng tôi xin đề cập tới vấn đề này với ông Đỗ Như Điện một lần nữa đến với chúng ta vào đề tài. Ông Newsom nói ra câu nói này với dụng ý gì và có tác hại ra làm sao? Mời chú Điện. Xin chào chú Điện. Vâng, chào anh Tiết và chào quý khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của chúng tôi. Vâng, anh Tiết nói trong cái buổi họp báo ngày thứ bảy, tức là thứ năm tuần trước đấy, thì thống đốc California là Newsom đã nói một câu ngắn thôi. Ông nói là cái người nhiễm virus đầu tiên đến từ một tiệm nail ở miền Bắc Cali. Tất nhiên là ông ấy không có đề cập tới cái tiệm nào và cái hoàn cảnh nó ra sao, bởi vì cái vấn đề này nó có những cái luật pháp để ràng buộc. Nhưng mà cái câu nói này đúng như anh Tiết nói, nó tạo ra một cái sự chấn động rất lớn. Bởi vì khi nói tới cái ngành nails, tức là một cái kỹ nghệ rất phát triển và đặc biệt, riêng ở California này đó là có khoảng gần 12.000 tiệm nail, mà trong ấy người ta nói thì trên 70% là do người Việt Nam làm chủ. Còn trên toàn cõi Hoa Kỳ đó thì khoảng trên 50.000 tiệm. Đó, mà hầu hết có thể nó cũng 70-80% là do người Việt Nam làm chủ. Nhưng mà chúng ta phải biết thêm thế này này. Ngoài cái vấn đề mà kỹ nghệ nails ra thì để cho giúp cho cái ngành đó nó còn rất nhiều những cái ngành khác liên hệ. Cái ngành liên hệ thứ nhất ấy là những sản phẩm đó, về supply đó, supply. Dạ để vâng. Giúp cho mấy chục ngàn cái tiệm đó, trong cái supply đó nó còn có những cái dụng cụ để mà trang bị, để mà thiết lập những cái phòng nails nữa. Đó, thì chúng ta tưởng tượng là mới với mấy chục ngàn như vậy thì cái công số công ăn việc làm nó bao nhiêu cả triệu người, có thể 5-700 ngàn người, thì đó là nói về cái số lượng thôi. Dạ vâng, thì thống kê cho biết đó là nội California của mình đó là trên tổng sản lượng của ngành nail đó là chiếm 20% của toàn quốc. Thì nếu mà như vậy đó, theo như chú thấy đó là một cái câu nói như vậy nó ảnh hưởng mà trong thời kỳ này là Cali đang có gọi là đang thời kỳ mở cửa lại, reopen cái business, mà ngành nail là ngành gọi là cũng phải cần chạm tay chạm chân với nhau mới làm được. Thì như vậy đó, đối với một câu nói như vậy thì cái ảnh hưởng nó quá là nặng nề. Thì có một số người bây giờ này đưa ra vấn đề là tại sao câu nói này phát ra trong thời gian gọi là đang mở cửa mà không nói ra một cái thời gian trước đây. Thì theo kinh nghiệm của chú đó, chú thấy một cái câu nói này nó có tác hại như thế nào chú? Trước nhất thì mình phải xét về cái phương diện thời gian. Nếu câu nói này mà nói vào khoảng tháng Giêng hay tháng 2, khi mà bắt đầu có cái dịch bệnh mà nó mới chớm ra 5-10 người để mà gọi là truy tìm nó từ đâu đấy, thì câu nói đó rất là bình thường. Đó. Cũng như là cái ca đầu tiên có người ở Mỹ, tức là ở trong một cái nursing home ở trên tiểu bang Washington State. Đó. Thế nhưng mà bây giờ mới tuần vừa rồi thì cái dịch bệnh nó đã tràn lan khắp thế giới, và ở nước Mỹ này đã có một cái số lượng hàng triệu người lây nhiễm. Thế thì khi mà thống đốc nói ra như vậy thì không biết là ông ấy vô tình phát biểu hay là ông dựa trên một cái báo cáo, mà tôi nghĩ rằng phải có một cái báo cáo chính yếu thì ông mới dám nói như vậy. Và khi nói như vậy vào cái thứ nhất là nó sai về cái thời điểm, là vì bây giờ đó cái thời điểm nó đã đi quá cái giai đoạn đầu tiên. Bây giờ ngay ở bên Trung Cộng người ta vẫn tìm, người ta vẫn chối cái người đầu tiên là ai, người ta vẫn giấu nhẹm hết. Do đó mà cái thứ nhất là nó sai về cái thời điểm. Thứ hai, vì một câu nói ngắn như vậy nhưng mà nó tạo ra một cái ảnh hưởng quá lớn, là vì trước đây khi mà bắt đầu chưa có chuyện đóng cửa thì tất nhiên những cái người làm nails là người ta cũng đã lo sợ rồi. Mà bây giờ trong cái lúc mà phải gọi là đóng cửa như vậy đó, mà đã hơn 2 tháng nay đó,
thì cái tình trạng thất nghiệp và những cái khó khăn của những cái tiệm này họ đã rất là mong đợi để mà được mở trở lại, để mà tiếp tục công việc làm ăn. Thế mà bây giờ cái vụ này đó thì cái tâm lý đó là ngay tôi bây giờ này, tôi muốn đi cắt tóc. Tôi hỏi mấy tiệm quanh đây, nó bảo chưa mở cửa. Thành ra cái tâm lý đó. Tôi nói cái tầm ảnh hưởng và cái phản ứng, nói là bây giờ nói phản ứng cộng đồng đi, cái tầm ảnh hưởng thì mình biết là nó có một cái ảnh hưởng rất là nặng. Thì cái phản ứng nhất là cộng đồng Việt Nam, tại vì cộng đồng Việt Nam mình là chiếm đa số trên cái vấn đề lĩnh vực nail trong toàn Cali bây giờ này. Thì nếu mà như vậy đó, cái sự đòi hỏi của cộng đồng Việt Nam bây giờ này đưa ra nói, nếu mà như vậy không có thể đưa ra bằng chứng được không? Mà thực ra thì nếu mà như chú vừa trình bày có thể đã có bằng chứng, thì nếu mà đưa ra bằng chứng thì cái tai hại nó cũng đã có rồi, ảnh hưởng rồi. Đúng rồi. Đúng ra phải làm được cái gì để giảm cái tai hại này, trừ khi là ông nói là có thể là, tại vì nếu mà thực sự mình nghĩ đó, có thể là ông đã biết cái gọi là con vi khuẩn này nó được truyền nhiễm tại một cái ground zero, tại một cái tiệm nail nào đó ở trên Santa Clara hoặc là Llano. Thì khi mà mình nói như vậy đó thì cộng đồng Việt Nam của mình, nhất là giới làng nail, có thể làm được cái gì bây giờ này? Tôi nghĩ rằng ngay sau khi đó, ông thứ năm thì thứ sáu đó, một số kỹ nghệ nail đặc biệt là miền Nam California, người ta đã họp báo để trình bày vấn đề đó và đã có cái phản ứng khá mạnh. Và có những cái yêu cầu là yêu cầu thống đốc phải có lời xin lỗi. Và tôi không nghe, nhưng mà tôi đọc được là thống đốc cũng có ca ngợi cái đóng góp của cộng đồng Việt Nam, nhưng mà chưa có một cái lời chính thức nào giải thích hay là nhận lỗi, thì cái đó chưa có. Vì vậy mà cho đến bây giờ cái phản ứng rất là nặng. Bởi vì cái chuyện như thế này này, chúng ta nhớ rằng khi cái con virus này nó mới tràn lan ra vào khoảng độ tháng 2, qua cuối tháng 2 qua đầu tháng 3 đó, thì tôi nhớ nghe ở San Diego này đó có một cái grocery đó, họ nói rằng là họ phải ra một cái thông báo, họ nói rằng chúng tôi nhận được mấy cái nguồn tin truyền nhau trên Facebook nói rằng cái cửa tiệm này có người lây nhiễm, thì lập tức người ta truyền tay nhau và không ai tới cửa tiệm đó nữa. Đúng. Do đó nếu có làm sự về cái câu chuyện đó, thì gần đây lại có một số tiệm nữa họ cũng phải lên tiếng về cái chuyện đó, đặc biệt là một vài cái tiệm mà họ làm đồ ăn food to go đó thôi. Khi họ bị tấn công bằng cách đó là cái tiệm của họ chết đứng liền. Đó. Mà trong cái giai đoạn này đó, nếu mà ngành nail, ngành salon, tức là làm nail, làm tóc, làm những cái việc mà phục vụ cái sắc đẹp đó, thì người ta sẽ không dám tới nữa, hay là tới với một cái sự hết sức là dè dặt. Thì tôi sợ nó chỉ kéo dài có thể là vài ba tháng, bốn năm tháng nữa thì cái nghề đó nó sụp đổ. Như thế thì cái tình trạng thất nghiệp cũng như là bao nhiêu những cái dịch vụ đó nó đều phải ngưng động hết, thì đó là một cái ảnh hưởng kinh tế rất là lớn. Do đó cho đến bây giờ thì tôi nghĩ rằng là đối với thống đốc thì phải có một cái biện pháp nào đó, hay có cái cách nào đó để chấn an và lên tiếng thì đúng hơn. Trong khi ấy thì chúng ta thấy rằng đặc biệt là các ngành nails ở khắp nơi, không phải là một ở California đâu, mà tôi theo dõi các tiểu bang từ miền đông, từ là Boston, từ Texas, từ Houston, rất rất nhiều tiệm nails của người Việt Nam đã may khẩu trang để tặng không, rồi hợp nhau lại để nấu cơm, rồi làm thức ăn để đưa đến cho các nhà thương. Họ rất là có tinh thần và họ muốn giúp cho các y bác sĩ làm trong các bệnh viện. Thì rõ ràng là đây là một cái tinh thần hết sức là góp sức của anh chị em làm nails. Do đó mà tôi nghĩ rằng thống đốc California nên có một cái lời hoặc là một cái cách nào đó để làm nguôi cái sự lo lắng của những cái tiệm nào anh tiết ạ. Dạ, thì như chú vừa trình bày đó, mình biết là cái câu nói nó có một cái tác hại rất là gọi là khá nặng trong cái trường hợp của ngành nail bây giờ này. Nhưng mà ngành nail là một cái ngành gọi là phải service đụng tạm tay chân. Thì nếu mà trong cái tình trạng mà chúng ta gọi là cách ly, hoặc là không có ai mà
dám gọi là đụng chạm nhiều trong cái thời điểm này. Dù có nói ra hay là không thì những cái ảnh hưởng của cái gọi là cái ngành nail cũng đã bị rất là nặng trong cái thời điểm này. Thì nếu mà chú theo dõi theo cái gọi là cái chiều hướng này đó, thì liệu ngành nail có vượt qua nổi cái con COVID này hay là không, hay là gọi là có thể sống sót được qua cái mùa này hay là không? Tôi nghĩ phải trải qua một cái giai đoạn khá dài, là vì theo các cái nhà nghiên cứu đó thì cái dịch bệnh này nó sẽ còn tiềm tàng nhiều, còn lâu lắm, là vì cái khổ là bây giờ người ta chưa biết rõ cái con virus này nó như thế nào và chưa có thuốc chủng nhé, chưa có thuốc trị nhé. Bây giờ tất cả còn đang nghiên cứu và cái số người lây nhiễm bây giờ càng test thì lại càng thấy nó ra nhiều. Tức là người này truyền qua người khác mà ngay cái người mang bệnh nó cũng không biết. Thế thì mang bệnh không biết thì nó cứ truyền ra rồi người khác cũng không biết, rồi cứ tiếp tục như vậy. Cho đến khi nào mà nó cứ kéo dài như vậy, bây giờ là ít nhất là 3 tháng rồi. Bây giờ nó chừng 3 tháng nữa, tức là 6 tháng. Thì tất nhiên là chính phủ bỏ tiền ra để mà giúp cho những cái chỗ đó. Nhưng mà cuối cùng thì cũng phải thâm thủng thôi, cũng phải... cũng cả cái kinh tế nước Mỹ cũng phải gánh chịu cái thiệt hại đó. Cho đó tôi nghĩ rằng cái chuyện này nó còn khá dài đấy, có thể là 5-7 tháng chẳng biết chừng. Thì không những ngành nail mà mình nếu mà theo dõi báo chí đó thì bây giờ là mình thấy đó là những cái restaurant, tức là những cửa hàng ăn uống đó, nhất là hàng nhạc buffet ở San Diego này, nếu mà chúng theo dõi trong 2-3 hôm nay đó, là nguyên cái chain của gọi là Supplantation là đóng cửa, gọi là thực sự đóng cửa luôn, không có mở cửa lại nữa, tại vì không thể nào làm ăn được trong cái thời điểm COVID mà với cái dạng buffet. Thì tiếc cho thấy là cái cộng đồng Việt Nam của mình gọi là đang thăng tiến về cái ngành nail trong mấy chục năm nay mà bị con COVID này, là cái người Việt Nam mình bị ảnh hưởng nặng nhất. Thì theo chú đó thì cái ảnh hưởng này không biết là sẽ bao nhiêu người phải đóng cửa, hoặc là những cái tiệm nail còn sống là bao lâu nữa. Nhưng mà với cái tình trạng này thì chú thấy là mình có một cách nào xoay sở hay là làm một cách nào để cho cái ngành nail nó khá hơn, hay là một cái câu nói của ông thống đốc có thể giết được cái ngành nail hay không? Tôi nghĩ là giết thì không giết, nhưng mà khốn đốn khá dài đấy, khá lâu đấy, bởi vì chúng ta biết rằng cái ngành nail là một cái ngành mới 20-30 năm nay, chứ chưa phải là một cái ngành đã có từ 100 năm hay là những cái kỹ nghệ khác. Mà khi nó phát triển như vậy thì tạo ra một cái lượng công ăn việc làm lớn và đã giúp cho rất nhiều gia đình con cái học hành thành công. Bây giờ nếu nó có trở ngại như vậy thì nó ảnh hưởng lâu dài, ảnh hưởng tới con cái, ảnh hưởng tới công ăn việc làm, ảnh hưởng tới học hành của gia đình. Và nó kéo theo một cái tác hại khá lâu. À, như tôi nói hồi nãy, tôi không biết chắc là có thể bao nhiêu tháng, nhưng mà cái ảnh hưởng rất lớn, cũng như là tất cả, bởi vì tiệm nail thì nó cũng chẳng khác gì những cái tiệm ăn, hoặc là nó còn nguy hiểm hơn nữa, là vì đúng như Tiết nói, là vì khi làm cái này thì người ta gần gũi nhau, phải nói chuyện và làm đụng chạm tay chân mà dầu có ba găng tay hay có bao gì đi nữa mà đeo khẩu trang thì cũng là mệt. Thì đó, rồi nhất là cái ngành mà làm tóc, rồi thì làm face gì đó, làm da, làm mặt gì đấy, thì đâu có làm được nữa. Là bị ảnh hưởng rất là nặng. Thì đó là cái vấn đề của cô ông Newsom với lại cái sự ảnh hưởng của cái câu nói của ông đó. Thì nếu mà bây giờ này, nếu mà thực sự mình tranh đấu hay là những người phản ứng mạnh về cái câu nói của ông Newsom, bất quá ông đứng ra ông xin lỗi, thì chú nghĩ cái tác hại nó đã có tác dụng rồi. Tôi nghĩ là về cái mặt tinh thần đó, thì tất nhiên là người ta cũng hiểu cái khó khăn, đây là một cái tai họa chung, nhưng mà không thể nào mà có thể hàn gắn, không thể nào mà có thể xóa hẳn đi tất cả những cái coi như là những cái tai ương nó đổ xuống như vậy được. Thì đó, đây là một cái tai họa. Và tất nhiên là đối với người Việt Nam rất là kiên nhẫn và rất là chịu đựng. Thì tôi nghĩ rằng là có thể vượt qua, nhưng mà phải trải qua những cái khó khăn rất là dài. Thưa anh Tiết ạ. Cái này nói một câu nói trước khi mình chia tay đấy chú. Thì có những cái theories hay là conspiracy theory thì đúng hơn. Hoặc là có những người bây giờ này đang tranh cãi, nói là ổng nói ra là muốn có một cái ý đồ gì đây hay là này kia. Thì theo ý
là giống như là political motivated cũng không chừng, giống như là dân chủ cộng hòa hay là có những cái tư tưởng gì đó. Thì theo chú là câu nói này có sự xếp đặt gì không, hay là cái câu nói vô tình vô ý? Tôi thì mình xét theo cái bình thường đó thì tôi nghĩ là đây không phải là một cái chú ý chủ ý, đây là một cái chủ ý. Ông cũng là con người và tất nhiên là ở vị trí của ông thì có thể là khi nói ra nói ở cái người mắc bệnh cái người bị lây nhiễm đầu tiên nó đến từ tiệm nail, nó rất là một cái câu nói rất là bình thường, nhưng mà chắc là ông không đi sâu vào cái ảnh hưởng quá xa như vậy. Do đó mình lấy cái tâm mà xét đó thì tôi không nghĩ rằng đó là một cái sự chú ý cố ý để mà nhắm vào cái cộng đồng Việt Nam, nhắm vào cái nghề nail. Mặc dầu tôi cũng nghe thế những cái chuyện mà một vài cái sự phàn nàn của những người mà người ta gọi là chung quanh cái vấn đề nails, kỹ nghệ nails thì cũng có những cái phàn nàn chuyện này chuyện khác, chẳng hạn như về thuế má hay là công nhân hay là gì gì đó. Nhưng mà cái đó cũng không phải là cái nguyên do để đưa ra cái nhắm vào cái ngành này. Tôi nghĩ như vậy. Mình cứ xét theo cái lương tâm con người. À, nếu như vậy thì hy vọng là trong những ngày tới ông Gavin Newsom có thể có một câu nói cho thỏa đáng với ngành nail của cộng đồng, nhất là cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Và cũng trong cái niềm đó, hy vọng là ngành nail sẽ được tăng trưởng trong một thời gian ngắn nhất, thay vì là một câu nói mà có thể dìm đắm luôn cái ngành nail, kỹ nghệ Việt Nam, nhất là trong cộng đồng Việt Nam mình rất là nhiều. Thì trước khi đó chú còn câu gì nữa mà chú có thể chia sẻ với quý khán giả về cái sự mà gọi là nhầm lẫn của ông Newsom này không chứ? Tôi thì tôi nghĩ rằng là thống đốc nên có một cái lời phân trần với cộng đồng người Việt và đặc biệt là kỹ nghệ nails, chẳng những ở California mà toàn nước Mỹ. Bởi vì chúng ta biết rồi, đây là một cái nguồn sống của rất rất nhiều gia đình, và mình cũng trong cộng đồng mình thì mình biết rõ rất nhiều cha mẹ đã hy sinh làm nail để nuôi con thành công. Con cái học thành bác sĩ, kỹ sư nhờ cái bàn tay làm nail của cha mẹ, những người mẹ. Cái chuyện đó mình không thể chối cãi được. Đấy. Thì mình nhìn sâu xa như vậy thì mình thấy rằng là cái ảnh hưởng nó rất là lớn. Nhưng mà đối với mình thì mình không buộc tội những cái gì. Cái này không phải là một cái điều mà cố tình nhắm vào cộng đồng người Việt. Tôi thì suy nghĩ bình tâm như vậy. Cảm ơn chú. Thì tiếp cũng là hy vọng là ông không phải là cái người gọi là có một cái chủ đích gì để mà phát biểu cái câu nói này. Thì hy vọng cộng đồng Việt Nam chúng ta sẽ bình tâm và có thể có những cái lời giải thích thỏa đáng từ ông thống đốc của mình trong những ngày tới. Và một lần nữa, xin cảm ơn chú và cũng như... Rồi, cảm ơn anh Tiết. Trong cái đề tài về COVID Vũ Hán này còn nhiều chuyện lắm. Có lẽ chúng ta sẽ đi vào những cái đề tài khác, anh Tiết ơi. Cảm ơn chú rất là nhiều. Xin kính chào.